Thưa quý vị và các bạn, suốt hơn một năm qua, bên cạnh tổ tuần tra 8394 phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả, tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu còn có một tổ công tác đặc biệt của cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ vào ban đêm. Tuy âm thầm và lặng lẽ, nhưng cả hai lực lượng này đã đón nhận sự tin yêu, ủng hộ của người dân, góp phần vào sự bình yên ở địa phương. Đêm nào cũng vậy, sau cuộc họp triển khai nhanh nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt của phường Hòa Cường Bắc gồm cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố lại bắt đầu ca tuần tra. Nhiệm vụ của họ là đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để thăm hỏi, kịp thời giải quyết yêu cầu thủ tục hành chính của nhân dân. Ban đêm là khoảng thời gian phù hợp nhất khi người dân đa số đã có mặt ở nhà. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các cảnh sát khu vực phải tăng ca làm nhiệm vụ vào ban đêm. Thấy các anh rất là tận tâm và nhiệt tình để tới tận giờ khuya ở đấy hướng dẫn và đi kiểm tra. Thì em có một lời rất là cảm ơn tới tất cả các anh. Điểm đặc biệt của các tổ công tác này là ngoài nhiệm vụ của lực lượng công an, còn có sự nhiệt tình, năng nổ của lực lượng an ninh cơ sở. Khi mà thông báo cho anh em là tối nay triển khai lực lượng thì anh em chúng ta của trong tổ bảo vệ của tôi thì cũng sẵn sàng và tham gia đầy đủ đúng giờ và đúng quy định. Để hoạt động hiệu quả, tổ công tác này mỗi tuần sẽ đăng ký thời gian hoạt động với chỉ huy công an phường. Các cán bộ chiến sĩ công an sẽ phải tự sắp xếp thời gian để vừa tham gia tổ tuần tra 8394 hàng đêm, vừa làm thêm nhiệm vụ tại tổ công tác đặc biệt này. Tuy vất vả nhưng ai nấy đều vui vẻ, hài lòng với nhiệm vụ mới. Gần nhân dân để nắm được các thông tin nhân dân cung cấp cho cảnh sát khu vực để biết được tình hình an ninh trật tự trong khu vực như thế nào. Sự bình yên, an toàn đang dần hiện hữu ở từng con đường, ngõ phố. Bất kể ngày hay đêm, tinh thần ấy vẫn được nuôi dưỡng và phát triển từng ngày từ chính tinh thần của nhân dân và lực lượng công an phường nhà.